Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Ngày hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2019 em lại tiếp tục về một số xe đua road, xe đua và xe touring. Rất là nhiều xe bánh 700C thì bây giờ em sẽ quay đánh giá chi tiết từng chiếc xe một cho các bác xem. Em lướt qua đầu tiên đó. Chiếc Gian OCG 3300. Con này là độ cấu hình đề 105 đùi FSA, rất là ngon. Mera Shadow, rồi xe đua bãi Nhật hiệu Gia Lây của Anh Quốc, rồi xe đua Kia Ke, hiệu này là hiệu của Mỹ, đồ quá gấu luôn. Đùi đĩa Tiara, đề Tiara, OCG Touring Check Light Strong, OCG 3300. Đây, dòng X có thêm chiếc XCG. Đây là cái dòng mà các bác rất thích, bởi vì là dòng touring duy nhất của Giant có giảm sóc. Và rất nhiều la liệt các cái xe Nhật bãi rất là đẹp. Đợt này em phải tuyển những cái xe rất là đẹp, ví dụ như là Brighton, Silva, Touring Nui Galo, Dazzle Light, và còn rất nhiều xe bãi nữa. Thì mời các bác đón xem ngay bây giờ, em sẽ đánh giá từng chi tiết một. Vâng, đầu tiên là chiếc xe OCG 3300. Thì để mà nói thì con này thì hình thức nó không được đẹp, sơn nó cũng không được đẹp, nhưng mà khung thì là khung chính hãng. Và con này thì nguyên bản của nhà máy là cái cấu hình của nó, em nhớ không nhầm thì nó chỉ là cái cấu hình Microsoft thôi hay Classic gì đó, nhưng mà cái người chủ ấy, người ta rất yêu chiếc xe này và người ta đo độ lên một cái cặp bánh full cum dây sinh. Cặp bánh đương nhiên là bi vòng rồi, full cum dây sinh hàng hiệu, và người ta rất là yêu chiếc xe này. Người ta độ lên đùi đĩa FSA của Mỹ, trục rỗng, đĩa nhôm, gạt đĩa 105. Như các biết thì 105 thì nó đứng gần như chùm cuối trong dòng xe đua rồi, cho nên là riêng cái bộ đồ này, riêng cái bộ đồ đùi đĩa FSA này, bộ gạt đĩa này, đề cũng chủ cũ cũng nâng cấp lên đề 105 luôn. Lip thì ở đây là lip 2, 4, 6, 8, 10 tầng, đã nâng cấp lên lip 10 tầng, đề 105, xích rỗng 105, đùi FSA Mỹ, gạt đĩa 105 và tay lắc 105. Riêng cái tiền nâng cấp chiếc xe này em nghĩ chắc cũng bằng tiền xe luôn. Chủ cũ rất là yêu chiếc xe này. Đấy, còn cụm phanh của chiếc xe thì được sử dụng cụm phanh Tiara. Hình thức xe thì không được đẹp. Đấy, em nói thẳng là như thế. Lốp thì em lấy về nguyên bản là như thế này, là lốp đã bị lứt rồi. Đấy, khả năng là lâu không dùng cái chiếc xe này cho nên là lứt rồi. Thì bác nào mà lấy thì em sẽ tiến hành thay lốp khác cho các bác. Đấy, còn đâu về cơ bản là đồ nó khá là ok trong cái tầm giá này. Thì cái chiếc xe OCG 3300 đã nâng cấp lên cấu hình 105 và đùi FSA, bánh full cum dây sinh. Thì em đang bán với giá chỉ có 7 triệu 9 bao ship toàn quốc cho các bác, và tặng kèm phụ kiện cho các bác nào chuyển hết tiền, còn chỉ bao cước cho các bác đặt cọc. Đây các bác nhìn bên này, bê đan Wellgo bi vòng, đùi đĩa FSA, nước sơn thì chiếc xe này thì không được đẹp cho lắm, nhưng mà đồ thì rất là ngon. 7 triệu 9 bao ship toàn quốc cho các bác. Cặp bánh full cum dây sinh, đồ 105, hàm phanh Tiara, đùi đĩa trục rộng. Tiếp theo là chiếc Escape SL2 của hãng Giant. Đây là một dòng touring em bán rất là chạy ở trên cửa hàng của em. Thì cái chiếc xe này thì hình thức nó phải, em phải đánh giá là nó phải mới trên 90%. Trên 90% cái lớp sơn của nó rất là mới, không có một vết xước. Gần như là cái người chủ cũ của chiếc xe này ấy, thì người ta mua về chỉ để đi một vài vòng rồi là người ta bán cho em thôi, cho nên là rất là mới. Đấy, rất là mới. Càng kiếc là những cái chỗ mà dễ xước nhất thì cũng không thấy một vết xước nào cả. Hình thức mới trên 90%, tất cả hoạt động hoàn hảo, tất cả là rất là đẹp, hoàn hảo.
Thì các bác nào muốn ảnh chi tiết thì các bác hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại trên màn hình 0975 709943. Đấy, sơn rất là mới, trên 90%. Giá chiếc xe Escape, Gian Escape SL2 dòng Touring bán rất chạy ở cửa hàng em này, em đang bán với giá là 7 triệu bao ship toàn quốc cho các bác, tặng full phụ kiện cho các bác chuyển hết tiền. Tiếp theo là một dòng xe đua của hãng Merida, mang thương hiệu là Merida Shadow. Merida Shadow, cấu hình của chiếc này thì có là tay lắc Clarit 2 đĩa 8 lít. Sơn của chiếc xe khá là đẹp, thì trước kia xe này là size 48. À, em phải quay lại con này là size này, con SL2 là size F, phù hợp cho các bác cao khoảng từ 1m6 cho đến 1m68. Con này size 48, phù hợp cho các bác từ 1m65 đến 1m75. Merida Shadow, cấu hình 2 đĩa 8 lít, màu đỏ đen rất là thể thao. Tay lắc Clarit, ghi đông dẹp, chém gió. Sơn là hình thức còn khá là đẹp, khoảng 80%. Đùi địa. Tiếp theo là một số xe địa hình giá hợp lý cho các cháu học sinh hoặc là các bác nào mà không yêu cầu cao về cấu hình. Địa hình Trách 3500 chính hãng, giá là 4,5 triệu. Một số xe đẹp hình giá rẻ từ 3,6 triệu. Một số xe Nhật bãi từ 3,6 triệu, 4,5 triệu. Tiếp theo là một chiếc Touring nữa của hãng Zion, mang hiệu là FCR3300. Và cái xe này thì có cấu hình là size S khung nhôm, size S. Con này cấu hình thì nó tốt hơn SL2 một chút, thế nhưng mà nó lại không bằng SL2, bởi vì mà cũng không phải là không bằng, mà nó là phanh đĩa cơ, phanh đĩa dây cáp. Đấy, FCR3300, nhưng mà về cấu hình thì nó bộ chuyển động thì nó ngon hơn Escape SL2. Đó là đùi đĩa 3 tầng Shimano, đè Acera 9 níp, phanh cơ, đĩa cơ. Vâng, và đây là đến bây giờ là có một chiếc xe gọi là từ ngày em buôn xe đạp bây giờ mới mua được cái xe mà nó đẹp như này, là xe Nhật bãi luôn. Giới thiệu, xin giới thiệu với các bác, đây là chiếc xe cuộc, dòng xe cuộc đua mà cũng có thể gọi là xe touring, gọi là đúng ra là nó là Touring Night cuộc, hiệu Raleigh của Anh Quốc. Đây, như các bác nhìn thấy, cái hiệu Raleigh này là một cái hiệu rất là nổi tiếng của Anh Quốc, UK, United Kingdom. Để mà nói đây là một cái dòng xe bãi Nhật nha các bác nhé. À, các bác nhìn tem đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Cấu hình của nó thì đùi đĩa 3 tầng Shimano, bánh sau thì 8 lít, để Antut là nó cũng khá là ngon trong cái dòng xe Nhật bãi rồi. Nó trên tua lây và trên hoạt động rất là bền bỉ rồi. Để mà nói cái xe Nhật bãi này mà có một cái lớp sơn đẹp như này thì rất là hiếm, và đây là cũng là lần đầu tiên em mua được cái xe bãi mà nó còn đẹp như này, và cái hiệu nó rất là đẹp, hiệu nó rất là nổi tiếng của nước Anh, xe bãi Nhật, hiệu Raleigh Anh Quốc, 3 đĩa 8 lít, 24 tốc độ, tay chuyển số Shimano. Đấy, bởi thời xưa mà ốc áp là rất đẹp luôn. Đằng trước của chiếc xe thì có một cái logo con phượng, con chim phượng. Đấy, em đã tăng độ sáng con chim của Raleigh. Tay cuộc. Phanh là phanh V Shimano. Nước sơn rất đẹp so với một chiếc xe đạp Nhật bãi. Xe này em đang bán với giá là 8 triệu đồng bao ship toàn quốc cho các bác. Một chiếc xe rất đáng để các bác
đạt, tại vì thương hiệu nó rất là tốt. Và đây là một chiếc xe đua tiếp theo khá là ngon mà lấy em đã giới thiệu sơ qua. Xe đạp đua Chiake hiệu của Mỹ. Con này thì cấu hình quá ngon, con tầm giá. Tay lắc Tiagra. Nước sơn thì đẹp trên 90% luôn. Líp là 2, 4, 6, 8, 9 líp. 9 líp đề Tiagra. Đùi đĩa full Tiagra luôn. Các bác nhìn cái đùi đĩa này là các bác biết là cái xe đạp rất là ít, rất là mới. Nếu mà đạp nhiều thì cái phần đùi này nó sẽ bị quần hay là những cái giày nó sẽ chạm vào. Đây là cái chiếc xe sử dụng rất là ít và nhìn nước sơn cũng biết là cái xe này sử dụng rất là ít. Đùi đĩa đẹp, Tiagra gạt, Tiagra 9 líp đề Tiagra luôn. Nước sơn rất đẹp. Size chiếc xe này là size 52cm. Tay lắc Tiagra càng nhôm, càng lần trước là càng nhôm. Hãng Chiake một hãng của Mỹ. Bánh Mayer, bánh cặp bi vòng của Lovatec. Đây là một hiệu bánh rất là nổi tiếng. Bánh Lovatec bi vòng. Chiếc xe này em đang bán với giá là Chiake Full Group Tiagra rất mới. Đang bán với giá là 9 triệu 8 bao ship toàn quốc cho các bác. Tiếp theo là một chiếc Gian OCR 3300. Đây con này là giống cái con mà lúc nãy em bảo độ 105 đấy, nhưng con này là con nguyên bản. Bánh cặp Gian đề Claris 8 lít 3 2 đĩa. Nước sơn khá là đẹp, màu xanh đen. Size chiếc này là size S. Tay đề cỡ là zip. Nước sơn đẹp. Chiếc này em đang bán với giá là 7 triệu 8 bao ship toàn quốc cho các bác. Một chiếc touring khá là đẹp của hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ, đó là Touring Check Lightstorm. Các bác có thể Google thêm để biết thêm chi tiết về cái chiếc xe này. Chiếc xe chính hãng của Check. Thì như các bác biết thì cái dòng Check này thì sử dụng rất nhiều cái phụ kiện của Bontrager, ví dụ như vành lốp, là một cái hãng sản xuất phụ kiện xe đạp của Mỹ. Yên Bontrager rất đẹp. Xe này khá là mới, khoảng trên 90%. Đùi đĩa là 3 tầng. Đề Alivio. Đề Alivio 2 4 6 8 8 líp. Khung nhôm sơn màu đen, size này là size 44,5cm, tương đương với 17,5 inch. Nước sơn còn khá là đẹp, khoảng trên 90%. Đây là bụi. Chiếc xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa 8 lít 24 tốc độ Check FX Lightstorm. Phanh V, vành 2 lớp, bánh 700C, lốp Bontrager 700C nhân 35 các bác. À 35. Tất cả ghi đông các thứ là phụ kiện của Bontrager hết. Các bác lưu ý là cái dòng Check này nếu mà phải là chính hãng nhá, thì là tất cả phụ kiện Bontrager. Còn ở ngoài thì nó có một cái số những cái dòng xe Check mà nó chỉ có tên không ấy, thì không có phụ kiện như này. Nó không có dòng model như này, nó chỉ có một cái tên không, thì đó là dòng gọi là khung bán rời mà cũng không phải chính hãng.
Tiếp theo là dòng Touring có giảm sóc duy nhất của Lion, một trong hai dòng duy nhất, đó là XCR3500. Rất là nhiều các bác thích dòng này và hôm nay em đã có một về một chiếc đây. Đùi đĩa 3 tầng Shimano, đằng sau là lip 9 tầng và bộ đề Anivio. Anivio này thì nó tốt hơn mấy cấp so với các cái thằng ở bên dưới như là Tourlay, Antut rồi Aceza là tốt hơn. Anivio tốt hơn cả Aceza luôn. Lớp sơn thì còn khá là đẹp. Tất cả phụ tùng nguyên bản, yên đẹp, hình thức khoảng 90%, có giảm sóc. Tay bấm Anivio, phanh dầu Shimano. Tất cả các cái giá bán thì các bác có thể tạm dừng màn hình lại và quét cái mã QR này giúp em. Bác nào chưa biết quét mã QR thì các bác có thể nhắn tin Zalo cho em qua các số điện thoại ở trên màn hình 0975 709 943 để em báo giá và gửi ảnh chi tiết cho các bác. Chiếc cuối cùng trong đợt xe mới về ngày hôm nay đó là chiếc xe đạp đua Merida. Cấu hình thì 2 đĩa 7 lít. Nói chung là con này cấu hình rất là bình bình thôi, nhưng mà giá là hợp lý, có 4,5 triệu. Tay chuyển số Shimano, tất cả chính hãng, khung nhôm, 4,5 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Giá xe đua Merida RAT 902, giá rẻ 4,5 triệu bao ship toàn quốc, khung nhôm toàn bộ, vành bánh 700C, 2 đĩa 7 lít, màu đỏ trắng như hình, cũng khá là đẹp. Em thấy con này cũng ngon. Và ngày hôm nay là ngày 23, em công khai những cái xe loạt xe hai, có hai loạt xe mới về, thì cái loạt này là loạt xe đua và đây là dòng Touring Nhật bãi, thì em sẽ chia làm hai phần. Và cái phần này em sẽ công khai vào ngày 24 tháng 6, các bác đón xem ngày mai nhé, tiếp theo ngày mai. Rất là nhiều, vâng, rất là nhiều xe Touring đạp Nhật, xe đạp Touring Nhật bãi cũng mới về, em sẽ công khai vào ngày mai, thì em sẽ chia làm hai phần bởi vì video đã quá dài rồi, các bác nhớ đón xem. Gasoline, Touring Precision Marine của Mỹ, Beton Ancho, Seatway của Nhật, Huda Bloom, Gasoline Global Fuji Nhật. Ngoài ra em còn bán rất là nhiều đồng hồ đeo tay của các hãng thương hiệu nổi tiếng từ Nhật, Thụy Sĩ, Nga. Nếu các bác quan tâm thì các bác hãy lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ để xem các cái mẫu đồng hồ này và giá bán. Các thương hiệu đồng hồ như là Polzot, Seiko, Orient của Nga, Thụy Sĩ và Nhật là chủ yếu. Các bác quan tâm lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ để xem các mẫu đồng hồ này. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.